xin giới thiệu tới các bạn phân khu căn hộ The Beverly tại dự án Vinhome Grand Park, quận 9, thành phố Thủ Đức hiện tại. Dự án là The Beverly sở hữu những cái vị trí kim cương đắt giá, gọi là đắt giá nhất tại khu đô thị Vinhome Grand Park. Và hôm nay chúng ta sẽ đi qua những cái ưu điểm cơ bản của dự án này xem nó sẽ như thế nào. Thì dự án này nó là cái phân khu mà có thể nói là vị trí ở trung tâm tại Vinhome quận 9. Nhờ như thế mà nó dễ dàng tiếp cận với các hệ thống tiện ích sinh thái mang phong cách nghỉ dưỡng tại Vinhome, ví dụ như là công viên 36 hectare hay là hệ thống giáo dục của Vinschool, bệnh viện Vinmec, và đặc biệt là ngay liền kề trung tâm thương mại Vincom Megamon, trung tâm thương mại Vincom lớn nhất khu vực miền Nam. So với các phân khu khác thì The Beverly thuận tiện thừa hưởng các tiện ích toàn khu đô thị. Ngoài ra nó cũng có những cái tiện ích nội khu riêng biệt với những tiêu chuẩn Vinhome Diamond và Vinhome Ruby. Đặc biệt là sẽ có hai hồ bơi nước mặn và những cái cảnh quan tiện ích mang cái phong cách nhiệt đới của khu Beverly Hills của California, Mỹ. Xem qua về thiết kế căn hộ thì căn hộ Beverly được thiết kế theo tiêu chuẩn là Diamond và Ruby của Vinhome. Nó tương đương như là Vinhome Golden River và Vinhome Central Park mà chủ đầu tư Vinhome đã phát triển trước đây. Ngoài ra tại khu căn hộ Beverly sẽ có hai hồ bơi nước mặn, chúng ta vừa nói qua rồi, và cái tòa căn hộ The Empire sẽ là thiết kế với lại sảnh cao cấp, nội thất là tiêu chuẩn theo cái dạng khách sạn 5 sao. Nói qua về cái tiêu chuẩn bàn giao của căn hộ Beverly thì Beverly thì là về cái tiêu chuẩn Vinhome Ruby thì nó sẽ bao gồm là những cái nội thất liền tường như là điều hòa, âm trần, tủ bếp, tủ quần áo bàn giao và các thiết bị vệ sinh cao cấp, đặc biệt là sẽ là gốt của Đức. Ngoài ra thì những cái giải pháp nhà thông minh smart home cũng được trang bị tại đây. Còn những tiêu chuẩn căn hộ Diamond của Vinhome ấy, thì là nó sẽ cao cấp hơn Ruby một bậc. Cái này chỉ nằm ở tòa căn hộ The Empire. Các căn hộ này thì được phát triển với thiết kế sang trọng, 100% kính lower, bao phủ là sàn chạm trần luôn, thiết bị là ngoại nhập. Hệ thống ở đây thì hệ thống điều hòa trung tâm 2 chiều và có hệ thống điều hòa hành lang nữa. Thì hiện tại thì là dù chưa chính thức công bố ra thị trường nhưng mà căn hộ RB được rumor với giá là khoảng 69 triệu mét vuông. Đây nếu mà so với lại mặt bằng chung tại khu vực này thì là mức giá khá cao. Nhưng nếu mà xét về các yếu tố về vị trí, tiện ích, dịch vụ và trang thiết bị bàn giao thì đây là mức giá khá hợp lý. Thì tôi nghĩ là cái mức giá này nó chỉ là ở cái thời điểm ban đầu thôi. Những đợt bán tiếp theo như đợt 2, đợt 3 thì là mức giá nó sẽ tăng cao. Như những cái đợt bán hàng của các cái phân khu trước như là Rainbow hay Origami của Vinhome đã mở bán trước đây. Ngoài ra thì là về chính sách bán hàng ấy, thì hiện tại là chưa chính thức công bố nhưng mà dự kiến sẽ áp dụng là cái chính sách bán hàng là Vinhome Priority, tức là chính sách mua nhà không đồng hoặc là 3-0. Theo đó thì khách hàng có thể là được vay 100% giá trị của căn hộ. Nếu mà khách hàng không muốn vay 100% thì có thể là vay ở mức 80%, ân hạn gốc là từ 15 đến 18 tháng. Đấy là sơ qua một số cái ưu điểm mà căn hộ Beverly sở hữu. Thì có thể là đây là một cái dự án căn hộ là cao cấp toàn khu đô thị Vinhome Grand Park. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Một phần lần nữa thì là cũng xin giới thiệu với các bạn là chúng tôi cũng đang phân phối cái sản phẩm này. Khách hàng có quan tâm muốn tìm hiểu mua thì có thể liên hệ tư vấn qua số 0909 910 884.